Năm 1949, cuộc kháng chiến chống Pháp của toàn dân đang đến hồi ác liệt. Cả một vùng rộng lớn thuộc tứ giác Long Xuyên, rạch giá, Hà Tiên hầu như không còn chỗ ở. Con đường nhựa đi từ rạch giá lên Hà Tiên, nhiều đoạn bị tàn phá tan nát, nhà cửa bị phá bỏ để ngăn không cho quân Pháp càn quét. Con sông cập theo tỉnh lộ cũng bị ngăn lại bởi cảng sắp xoài. Do đó, trong vùng từ Nam Thái Sơn qua Linh Quỳnh, cả bầy gộp về núi Trầu Hà Tiên đi lại khá thoải mái. Hoàng, chàng trai tiểu tư sản gốc Long Xuyên đi làm ăn xa, hầu như không định cư ở nơi nào nhất định, nơi nào cũng là nhà. Bởi vậy nên anh chàng có nhiều dịp qua lại đoạn kinh đi Hà Tiên đó. Và hôm nay cũng như thường lệ, Hoàng một mình, một xuồng ba lá, chiếc còn cóc, định bụng sẽ cố gắng bơi đến Lình Quỳnh mới tìm nhà người quen chú qua đêm. Đêm đó, trời đột nhiên đổ mưa to cơn mưa như thác đã làm cho mặt sông mờ mịt sóng lớn nên cuối cùng hoàng phải tấp ghe vô một bụi cây ghe ra sông để trốn tạm nhưng cũng không được lâu một lát sau chiếc xuồng nhỏ của hoàng đã ngập đầy nước có tát cách nào cũng không kịp nhìn chung quanh lúc ấy chẳng hề có một ánh đèn nào chứng tỏ chẳng có nhà ở gần nên hoàng hơi lúng túng cuối cùng anh quyết định giáng sức kéo chiếc xuồng lên bờ, cột chặt vào gốc cây và chạy đi tìm nơi trú mưa. Phải mất gần 15 phút sau, Hoàng mới lờ mờ thấy phía trước có một ngôi nhà, không rõ lắm, nhưng Hoàng đoán là một ngôi nhà khá lớn. Chẳng thấy ánh đèn, nhưng Hoàng cũng chạy thẳng vào, hy vọng khi gọi to thì người trong nhà sẽ nghe thấy. Có ai trong nhà không? Tôi bị mắc mưa lớn quá. Không ai đáp, Hoàng đấm mạnh vào cửa và chờ. Vẫn im lặng, Lúc ấy Hoàng mới nhìn rõ hơn, đây là ngôi nhà xây bằng gạch, khá cũ nhưng khá bề thế. Trong đầu Hoàng, thoáng nhớ tới chuyện thiên hạ từng kể về một ngôi nhà xưa bị bỏ hoang. Hay chính là nơi này, Hoàng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh lại đập cửa thêm nhiều lần nữa, cho đến khi hai bàn tay tê buốt, đau nhói mà vẫn không có ai ra mở cửa. Anh lẩm bẩm, đích thị là nhà hoang. Nhưng mặc mà... Giờ phút này đối với Hoàng đây là một nơi chú lý tưởng để qua cơn mưa lớn nên anh tìm một chỗ có vẻ khu giáo ở ngoài hiên, đặt chiếc ba lô xuống, anh thở phào nhẹ nhõm. Ít ra với chỗ này, anh cũng qua được cơn mưa khắc nghiệt này. Mưa vẫn tiếp tục nặng hạt, lúc này Hoàng mới chợt nhận ra rằng bụng mình đói meo, bởi lúc chiều anh cứ nghĩ bụng, chờ đến khi nào đến nhà người quen mới ăn cơm. Giờ thì ráng mà chịu đựng thôi, có thể là suốt cả đêm vừa lạnh do quần áo ướt sũng lại đói cồn cào nên hoàng bắt đầu nghe choáng váng anh phải ngã lưng đại ra nền gạch cứ thế anh đi vào giấc ngủ tỉnh lại anh hai ơi giọng một cô gái và một giọng nữ khác hỏi lại coi xem anh ta có sốt không một giọng thứ ba cũng là nữ cất lên cho anh ta một chén cháo chắc là tỉnh thôi hình như là đói lắm hoàng nghe hết nhưng đôi mắt chừng như bị ai đó đè chặt, không tài nào mở ra được. Anh chỉ có thể động đậy đôi tay và vô tình chạm vào một bàn tay của ai đó bên cạnh, thật mềm mại, ấm áp lạ thường. Có tiếng kêu lên, chị hai, anh ta chạm vào tay em, còn nắm nữa. Có tiếng cười khúc khích, giúp đỡ anh chàng dậy đi, còn đợi gì nữa. Cô gái rút tay ra khỏi tay của Hoàng, nhưng chỉ vài giây sau, cũng chính cô nàng lòn tay qua cổ anh, đỡ nhẹ lên bây giờ hoàng choàng mở mắt đầu tiên do chưa còn quen với ánh đèn đột ngột nên hoàng vội nhắm mắt lại ngay phải mấy giây sau anh mới từ từ mở ra và kinh ngạc khi thấy trước mặt mình có ba bóng người đang đưa mắt nhìn chòng chọc, chọc vào hoàng kêu khẽ các cô là người lớn nhất có lẽ người được gọi là chị hai nãy giờ lên tiếng trước đây là nhà chúng tôi hồi đầu hôm trong cơn mưa chúng tôi bắt gặp anh nằm ngất lịm ở ngoài hiên nên mới đem vào đây. Anh đã mê man suốt mấy giờ liền, cứ tưởng là... Cô này ngừng lại, cô gái áo hồng tiếp lời. Tụi này cứ sợ anh chết thì mang họa, cũng may. Cô gái còn lại nhanh nhẩu bưng tới một chén cháo còn nghi ngút khói. Tôi đã nấu sẵn cho anh nồi cháo, ăn đi sẽ tỉnh. Giờ đây Hoàng mới tỉnh táo, anh nhìn kỹ hơn thì thấy cả ba cô gái cô nào cũng trẻ đẹp và có vẻ thân thiện, tự nhiên, cô hai áo vàng lại lên tiếng, "Tôi là chị lớn trong nhà tên là Xuân Hương, còn con áo hồng này tên là Hạ Liên, còn nhỏ nấu cháo cho anh là Thu Hoa. Nói thiệt với anh, từ nào đến giờ nhà này chưa tiếp đàn ông, lại tiếp một cách đặc biệt như vậy, cho nên nếu mấy em tôi có ăn nói điều gì làm anh không hài lòng thì cô út thu hoa cười khúc khích cấp lời Thì dáng chịu Cô bà Hạ Liên cũng không vừa Mà có khiếu nại cũng chẳng có ai ở đây Bọn này không cha mẹ, anh em khác Chỉ trong mấy câu ngắn gọn Họ đã giới thiệu một cách cặn kẽ về thân thế Hoàng có vẻ vững tâm hơn Giờ anh mới lên tiếng Xin cảm ơn sự giúp đỡ của các cô Quả tình nếu không thì giờ này chắc là tôi đã chết cắm ngoài hiên Cơn mưa lớn quá hoàng cố đưa mắt nhìn ra ngoài xem còn mưa không nhưng các cửa sổ đều đóng kín cô hai xuân hương chấn an khách mưa đã ngớt rồi anh có muốn đi cũng chẳng thể được bởi quần áo còn ướt chúng tôi đang phơi hoàng giật mình nhìn xuống thân anh phát hiện đồ anh đang mặc là của con gái thì ra hoàng ngượng ngùng xin lỗi cô ba hạ liên che miệng cười bảo thay đồ cho anh là chị hai tôi chị phải nhắm mắt lại đó. Thấy họ rất tự nhiên nên Hoàng cũng bớt thẹn, anh dần tự tin hơn, đùa lại. Đời con trai của tôi coi như tiêu rồi, bị bóc trần rồi. Cả ba cô gái kêu lên ngượng nghịu rồi ú tè chạy ra khỏi phòng. Lúc này, Hoàng lại nghe cồn cào, anh cầm chén cháo nuốt vội, cháo nóng thật ngon. Chỉ một loáng anh đã ăn hết sạch, bụng vẫn còn đói nhưng không tiện xin thêm nên Hoàng nhẽ đặt chén xuống. Chẳng ngờ đã thấy cô Út đứng cạnh từ lúc nào rồi. Cô ta ân cần mời. Biết anh đói nên tôi đã nấu một nồi cháo đầy với cá lóc đó ngang. Hoàng ăn một hơi hết ba chén cháo. Nghe vững bụng và khoe hẳn. Bây giờ cả ba cô gái mới lại tề tựu đông đủ. Họ lại nói cười tự nhiên. Cô bà lên tiếng hỏi. Anh từ đâu tới mà ngang qua đây giờ này? Hoàng thú thiệt. Tôi từ Nam Thái Sơn định đi núi trầu không ngờ bị nạn ở đây. Mà này, từ nào đến giờ tôi đi ngang đây nhiều lần, sao không thấy ngôi nhà này? Cô hai nghiêm giọng. Ngôi nhà hoang ông huyện hổ mà anh cũng không chịu nghe. Hoàng gật đầu. Có nghe về ngôi nhà hoang, nhưng nghĩ không có ai ở nên không bao giờ để ý. Nhưng sao? Một cô chặn lời. Ở thời chiến tranh loạn lạc, lại ở nơi vắng vẻ này, ai dám công khai ở trong ngôi nhà như vậy? Có nghĩa là các cô ít khi ở đây Xuân Hương kể Chúng tôi có nhà bà nội trong vàm rầy Chỉ vài tháng mới về đây một lần để quét dọn nhang khói cho cha mẹ Thảo nào Hoàng dân hiểu ra và giờ mới bắt đầu quan sát chung quanh Ngôi nhà thật rộng Nhưng chung quanh tưởng đã có nhiều rêu phong loàng lổ Chỉ được cái là không có nhện răng Ngói trên mái còn nguyên vẹn Nên che được nắng mưa Cô gái lại tiếp hồi tây mới qua bọn nó chiếm nhà này định tính làm đồn bót bọn nó phong ba tôi làm quận trường nhưng ba tôi từ chối ông âm thầm tính nửa đêm đốt nhà rồi bỏ đi nào ngờ bọn tây phát hiện được nó xử bắn cả ba mẹ tôi ngay trước sân nhà này cũng may chị em tôi ở nhà nội nên thoát nạn nói đến đây cả ba cô gái đều nức nở khóc làm hoàng cũng mùi lòng anh nghe mắt mình cay cay cô bà hạn liên phá tan bầu không khí bằng câu nói tối mai anh hoàng có dám lại đến đây chơi với bọn này không hoàng ngập ngừng sợ e tôi phải đi kể cả khi chiếc xuồng đã bị trôi mất cô chị hỏi hoàng chợt nhớ lại chiếc xuồng được cột tạm ở sông anh bật dậy định chạy ra xem nhưng các cô nàng đã ngăn lại vẫn còn mưa ngoài đó và lại đã có người kéo xuồng của anh đến chỗ an toàn rồi hoàng còn bán tín bán nghi thì cô hai Thu Hoa đã đưa tay chỉ ra cửa sổ. Xuồng đã cất kỹ trong nhà, anh cứ yên tâm ngủ ở đây cho tới bao giờ thích đi thì cũng chẳng mất xuồng. Lúc đầu Hoàng không hề nhìn thấy khung cửa sổ, nhưng giờ đã có thể từ đây nhìn xuyên màn đêm, phát hiện lờ mờ một dãy nhà gần đó. Đúng là trời vẫn còn mưa dù có nhẹ hơn. Hạ Liên lại lên tiếng. Nhưng ăn cháo nóng mới khỏe lại, sao chưa nghe nói lời cảm ơn nào vậy ta? Hoàng lúng túng. Cám ơn, cám ơn cô nhiều. Phải gọi là cô út chứ, út liên à ngang. Cô chị nghiêm giọng Đã khuya quá rồi, chúng ta ngủ thôi. Lời vừa dứt, các cô đã nhanh tay đóng kín các cửa lại và chẳng cô nào ra khỏi phòng. Họ rất tự nhiên kéo Hoàng tới chiếc giường độc nhất, nói như ra lệnh. Ngủ thôi. Thân thể các cô mắt lạnh, êm ái lạ thường, ừ khiến trong phút chốc Hoàng chẳng còn nhớ mình đã làm gì. Tiếng trống mõ vang vang rền cả một vùng, có lẽ kéo dài khá lâu, mãi đến lúc có ai đó tông cửa xông vào thì Hoàng mới choàng tỉnh. Anh ngơ ngác khi nghe tiếng động đinh tai nhức óc, đồng thời phát hiện lửa đang cao bên ngoài. Chuyện gì đã xảy ra? Hoàng không kịp nhớ lại chuyện vừa qua, anh nhảy vội xuống giường, cùng lúc có ai đó nắm chắc lấy anh kéo vội ra ngoài hoàng bị xô té sấp xuống sân nhà vừa lúc ngôi nhà bị lửa thiêu cháy ngọn lửa cao đầy hung hiểm có ai quát lớn coi còn ai trong đó lôi ra hết kèo chết cháy hết bây giờ hoàng dân bình tĩnh trở lại anh chợt kêu lên còn ba cô gái trong đó mọi người lại phải chạy vô tìm nhưng lát sau họ ra xuôi tay bảo không còn ai trong đó cả đây là ngôi nhà hoang làm gì có ai nữa hoàng không đành lòng anh vùng khỏi tay một người đang săn sóc rồi chạy thẳng vào trong nhà cũng may là phòng khách và các phòng ngủ gần đó chưa cháy tại căn phòng mà hoàng nhớ là mình đã ngủ đêm qua anh tìm vội nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng ai cả và điều làm hoàng ngạc nhiên hơn là nơi lúc mà đêm qua anh nằm ngủ giờ đây chỉ là một đống hỗn độn những rát rến đổ phế thải nhiều chuột bọ rắn rết hoảng loạn chạy lừa đặc biệt là rắn chúng đủ loại và nhiều vô số kể cuối cùng Hoàng lại được nhiều người kéo trở ra với những lời trách mắng. Thằng cha này chắc là điên hay sao mà cứ chạy vô lửa vậy, anh tìm ai trong đó? Hoàng định kể lại mọi chuyện thì chợt nghe ai đó lên tiếng trước. Ở ngôi nhà hoang này có nhiều lần có người kể lại rằng họ gặp ba cô gái ẩn ẩn hiện hiện như ma chơi, mà chuyện đó chỉ xảy ra về đêm, còn ban ngày thì chẳng có ai. Năm trước có một thằng cha say rượu, chẳng biết trời đất gì hết, chui vô nhà nằm ngủ, đến sáng tỉnh dậy thì lại phát điên, cứ kêu la chạy tìm. Hỏi tìm ai, anh ta nói y như thật là tìm ba cô gái đã ngủ với mình đêm trước. Còn anh này... Người đó quay sang nhìn Hoàng, dò xét. Có phải tối qua anh cũng gặp chuyện như vậy? Hoàng im lặng hồi lâu, rồi lắc đầu. Không, có lẽ tôi nằm mơ. Trước khi ngôi nhà Hoàng bị lừa thiêu dụi hoàn toàn, Hoàng còn nghe người nọ kể tiếp. Ai cũng sợ ngôi nhà ma này, đã nhiều lần muốn phá mà chưa dám, vì nghe nói trong nhà có một bầy rắn thành tình rất dữ. Chợt một giọng nói già nua của một ông lão nãy giờ đứng im bên cạnh Hoàng cất lên. Chuyện này chỉ mình tôi biết và tôi định giữ kín vì sợ phạm lời thề, nhưng giờ đây ngôi nhà đã cháy rồi, tôi không còn giấu nữa. Ông vỗ vai Hoàng và bảo, tôi biết cậu suýt nữa tiêu mạng với lũ yêu tình đó, chúng nó cũng đã từng ám hại tôi hoàng kinh ngạc lũ nào lũ yêu tinh lũ rắn dưới nền nhà lũ con gái mà ai cũng tưởng là tiên nha ông lão như vẫn còn sợ điều gì đó ông kéo hoàng và mọi người ra xa ngôi nhà hơn tìm một nơi thoáng đãng ông ngồi xuống kể cách đây ba năm tôi lỡ độ đường nên nửa đêm ghé ngôi nhà đó ngủ tạm đang ngon giấc bỗng tôi nghe có những tiếng động khả nghi Tôi giật mình tỉnh giấc và phát hiện có ba bốn con rắn đang bò qua người. Nếu là người khác thì đã sợ chết giấc hay đã vùng chạy và la làng. Nhưng gặp phải tôi, một thầy rắn chính hiệu, đã từng bắt và diệt đến hàng ngàn các loại rắn nên xá gì lỗ rắn ấy. Tôi bình tĩnh đưa tay chụp từng con, từng con và ngồi dậy tìm chiếc bao đem theo bên mình, bỏ những con rắn bắt được vào bao. Tôi dò từng chút trong bóng tối Và cuối cùng tìm được cái hang rắn Nằm trong góc nhà Tôi tự nhủ Đúng là mình trúng mối Ổ rắn này sẽ giúp mình đủ tiền ăn cả năm chưa hết Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề bắt rắn Tôi lắng nghe động tĩnh Và biết ngay dưới nền nhà Có một hang rắn cực lớn Có thể chứa hàng trăm con rắn lạ Và quả đống như vậy Sau mấy cái vỗ nhẹ vào miệng hang của tôi Từng con, từng con rắn từ từ bỏ lên Như bị thôi miên Chúng được tôi chụp cổ một cách nhẹ nhàng dí vào bao tải. Tôi nhẩm tính, đã có 99 con cả thầy. Một khoảng rừng gần nửa phút, không có con rắn nào bò lên nữa, tôi nghĩ có lẽ đã hết. Đang tính cột miệng bao lại, thì chợt một cái đầu đen bóng, cực to từ dưới hang từ từ bò lên. Cò nổ mang chúa! Tôi kêu lên như vậy và vận dụng hết các nhãn quang chiếu thẳng vào con rắn, thôi miên nó trước khi bắt cho vào bao tải. Tay tôi lần theo cổ rắn, lần xuống thêm một chút nữa, trước khi chụp cổ một cách dễ dàng như tôi đã thực hiện bao nhiêu lần. Bỗng tôi xanh cả mặt, hồn phách như bay bổng lên mây, cuộc đời thầy rắn của tôi đúng là tận rồi. Vì nằm áp sát trên lưng con rắn chúa, là một con rắn nhỏ chỉ bằng chiếc đũa con, mình đầy hoa xanh biếc, hình như con rắn chúa đang cõng con rắn xanh kia đi, như cõng một chúa tể một loài. Tôi nhớ rõ lời sư phụ tôi đã từng dặn rằng, khi nào bắt rắn mà gặp một con rắn chúa cõng con rắn con như vậy thì thầy rắn chỉ có nước nhắm mắt lại chờ chết. Chết đúng với con rắn con đó chứ không phải con rắn chúa. Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi nghĩ vậy và từ từ nhắm mắt lại chờ định mệnh. Chẳng biết là bao lâu sau, đến khi tôi nghe có ai đó gọi khe khẽ bên tai. Hãy mở mắt ra và hãy thả hết rắn trong bao về hang, như thế nhà người sẽ được toàn mạng, bằng không... Tôi làm theo như cái máy, đến khi vừa dứt con rắn chót thì tôi định thần lại. Tôi thấy trước mắt mình có ba cái bóng, trắng có, hồng có, xanh có. Đó là ba cô gái. Họ nghiêm giọng bảo tôi. Mạng số người chưa tận nên mới thoát kỳ này. Nhưng phải nhớ, từ nay không được hé môi với ai chuyện này, nghe chưa? Phải chặt đứt một ngón tay để thề, làm đi. Tôi quên đau đớn, dùng con dao trong giỏ của mình chặt đứt ngón tay út và ngất đi nhìn ngón tay út đã bị cụt trên bàn tay ông lão hoàng chợt dùng mình chuyện gì đã xảy ra với anh và nếu không có vụ cháy nhà thì mạng anh sẽ ra sao hoàng như kẻ mất hồn anh rời chỗ mọi người đang tụ tập rồi đi về phía bờ sông